À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc ai okay. đâu. À, khi những đức à, à, đi ra ngoài à, mình à, nghĩ rằng ở chỗ nào nó cũng phải có quy tắc khi sống ở trong một gia đình nên những đức à, à, thấy khi mà ăn cơm mà ngồi ăn cơm mà không nói chuyện hay dù là mình ở nhà ngoài đời nhưng mà khi ăn cơm có giờ giấc vì nhớ kỹ khi ăn uống mà mình mà có giờ giấc mình có bị đau thử mà nó làm cho cái sự tiêu hóa mình cũng tốt nó cũng hỗ trợ cho cái sự tu hành mình lớn lắm quý vị nên những đức buổi sáng là cứ sáu giờ ba thì ăn lúc ở chùa thì 6 giờ ngoài thì 6 giờ ba khi ngồi ăn nửa tiếng đồng hồ đưa lên cái quy tắc sống ở trong gia đình mấy người nửa tiếng đồng hồ khi nửa tiếng đồng hồ đó ăn xong rồi niệm phật nghỉ việc ai nấy làm nên uh, những đức giảng gì gì không xài điện thoại lúc trước những đức uh, ở chùa những đức có chiếc điện thoại lâu lâu bật lên là uh, chiếc điện thoại uh, trắng đen mười mấy năm bật lên là uh, gọi cho những ban uh, làm việc chút nhưng khi giờ ra ngoài cũng không cần thiết à, Bỏ luôn chiếc điện thoại, bỏ số Nên à, Những Đức thấy à, Mình không xài điện thoại rất là tiện Tiện tu cho Những Đức Nên ra ngoài cũng không xài điện thoại luôn Mỗi ngày được à, Tu năm thờ, bốn thờ, năm thờ lên tu với vị thấy rất là vui Nên à, Thời gian đi ra ngoài tháng mấy nay Bắt đầu bữa nay bữa nay là bữa mà những đức sắp uh, mấy người ngồi chung ở chung là có quy tắc thời gian ăn uống đàng hoàng sáng sáu giờ ba ăn cơm xong rồi buổi uh, trưa thì khoảng 10 giờ ba ăn cơm nửa tiếng à chiều thì 4 giờ ăn cơm đúng thời gian vậy mấy người làm việc gì tới giờ là xuống ăn cơm những đứa ở một nơi nó cũng tiện quý vị nơi những đứa ở nó có một cái quán cơm chay quán cơm chay nó đồ ăn cơm hay là phở u tiếu gì mười mấy ngàn nó là quy tắc mười mấy ngàn nó không có thêm nữa nó chỉ mười mấy ngàn thôi nên nó người sống những đứa mấy người cứ lo tu thôi tới giờ thì chạy lại đó mua người phận ăn về mười mấy ngàn à? là ăn no à? tại vì cũng ở trong nhà không nên không có không có đi đâu nó cũng ăn cũng ít luôn về nhà Đức ăn ít nên là chắc là người nó cũng nhót lại nó cũng sụt không ký mấy hai ký bụng nhỏ ra luôn vì một là thao tác về công phu lễ phật nhiều ăn ít lại không có đói bụng tại vì mỗi ngày không có làm việc đầu óc để bận tâm nghe này nghe nọ nghe kia nữa không có tác động nhiều nên không có đói bụng chỉ tới giờ là ăn cơm thôi chỉ tới giờ ăn là theo quy tắc thời gian tới giờ phải ăn chứ thật sự không đói bụng không có đói bụng quý vị không bao giờ thấy đói bụng chứ ừ. tại vì mỗi ngày tu suốt rồi đi lên cầu thang cũng đi cũng niệm phật ở trong phòng niệm phật rồi nếu mà ấy thì làm gì cũng niệm phật tại vì không có công việc gì phải giải quyết vấn đề nhân sự khỏe lắm nên cứ cái đà gì như Đức thấy hay ghê ừ. thêm một cái nữa là à, những điều như đức nói đây để phật tử người biết mình khắp nên yên tâm vì những đức ra ngoài vì thấy những đức tu chúng cũng bị rõ ràng ra ngoài tu còn nhiều hơn cái trong chùa vì hồi đó vì lại chùa vì thấy những đứa ít công phu chạy xuống nói nhiều không có được lên chánh điện tu bao nhiêu làm việc suốt luôn quanh năm bây giờ thì không có làm nhân sự gì thì mình lo tu nhờ vậy mà bây giờ á những đứa cung nghịch quý vị tu theo thấy dữ dằn không rất nhiều người nói rằng từ khi những đức tu chung với vị vị tu thêm ba bốn thờ hai ba thờ thêm Đó. còn lúc trước thì bữa này bữa kia bữa nọ giờ này giờ kia giờ nọ và tới giờ tu ngủ luôn còn bây giờ những đức nghe nói là rất nhiều người nói rằng là háo hức tới giờ lên tu rất háo hức tới giờ lên tu đây là điều những đức rất là mừng khi mình đức lên tu thì đức thấy từng gia đình tu xúc động lắm quý vị mà rất là xúc động đó là mình có được một cái nhân duyên với chúng sanh mà niệm phật Đi ra tới bên ngoài rồi mà được cái cái đạo tràng không chung hay quá đây mà nếu mà cả đời mình mà cứ áp dụng gì thật sự mà nói không cần thiết phải gặp nhau làm gì đâu quý vị gặp gì được thật sự khỏi nghe khỏi thấy khỏi biết đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời từ từ rồi nhà nước lọc hết rồi. lọc hết cái những cái mà những đứa từng nạp vào trong tháng năm mấy này vì cứ thấy có những lúc những đứa còn còn nói về chùa chiền này cái chút đỉnh tại vì nó nó nạp vô nhiều quá đến lúc rồi nó phải xả ra nó. số cái giống như mình còn bận tâm nhưng mà không lâu đối vị không lâu đâu thời gian ngắn đó thôi là những nước lọc sạch nhé là mỗi ngày tu xong những đức chỉ Tâm sự với vị về cái việc Địa Phật Giảng Sanh Nên Cuộc sống người ba buổi cơm gọn vô cùng Buổi ăn mười mấy ngàn Là xong no bụng rồi xong tu Ngày tu bốn năm thờ Nó an lạc vô cùng Đây là hạnh phúc nhất Của chúng ta Thật sự con người mà nhìn cao thì Bản thắng biết nhiêu cho đủ Nhìn hạ thấp xuống thì thấy mình cũng hơn nhiều người Trong cuộc đời này mình cũng hơn nhiều người Mình thấy mình cũng được tu tập Nghe đạo Tin nhân quả Sai còn có cơ hội quay đầu Thì Thấy điều đó cũng đặc biệt lắm Nếu mà không gặp Phật Pháp Người lúng sâu Họ tội lỗi không có cơ hội đứng lên nên từ nơi đó mà mỗi ngày cũng không ăn nhậu thuốc men gì hết cũng khỏe ăn chay trường niệm phật tu cùng với đại chúng sống cuộc đời đơn giản không cầu kỳ gì thật sự mà nói với quý vị là bây giờ những đứa mới cảm nhận được câu và thượng tinh khóc người già biết ít phiền não ít biết nhiều phiền não nhiều Thật sự không phải nói là trong cuộc đời này Có người mình Đụng ai mình cũng nghi Nhưng mà mình sống với con người mình thấy Quý vị phải công nhận rằng Mình tin nhân quả còn đỡ một chút Sống với con người thấy Con người đáng sợ Hiểu không? Phải nhớ kỹ cái này là cái mà quý vị phải Bình tĩnh ngồi suy nghĩ Sống với con người có những cái thấy đáng sợ Nếu nói rằng là Con cọp là đáng sợ nhất nhưng nếu nói về nếu con người mình Sẽ là đáng sợ hơn nếu Là chúng ta Không hiểu được định lực nhân quả Đáng sợ hơn nhiều Con người có thể vì danh lợi Trong cuộc đời giả tạm Có thể bất chấp tất cả tội lỗi Và có thể giảm đạp nhau Để mà Nghĩ rằng mình sẽ Lấy được cái danh và cái lợi Và bảo vệ Cái danh cái lợi của chính mình nên chỉ có thế giới cực lạc là điểm đặc biệt Để chúng ta muốn về Nên những đức này Một số người biết những đức Chúng ta từ hôm nay đặc biệt nhất Lo niệm Phật Mọi người chúng ta nên lo niệm Phật là đặc biệt nhất Ai muốn đi đâu đi tìm gì đó đi Những đức đã từng Làm những việc cũng rất lớn quý vị Không phải nhỏ Cảm nhận được hết từ đây tới hết cuộc đời mình mình nghĩ rằng cái nhân cái quả trong cuộc đời này thì mình không biết nhưng mà mình nói rằng mình sẽ không bao giờ dính vào một tổ chức nào cả các đời. Tại làm việc sĩ sống hết cuộc đời cứ tu tập chung như vậy cần phải tìm nhau không cần phải đến với nhau và cũng không cần phải nói rằng bây giờ muốn muốn biết những đức ở đâu để gỡ đồ ăn đủ những đức sẽ không bao giờ cảm giác rằng quan hỷ vì để những đức được có thời gian tu tập ăn không có bao nhiêu cả những đức thấy bản thân mình không ăn bao nhiêu cả rất đơn giản phần ăn mười mấy ngàn một tô hủ tiếu một miếng cơm hay gì đó là xong bỏ vào bụng một cái là tu tập những đức thế, Ủa cuộc đời của người mình chi cầu cái gì ta có khi quý vị ngồi suy nghĩ ồ mình chạy đi tìm cái gì rồi đến một ngày nào đó mình ra đi mà mình vẫn còn lưu lý cái sự khổ đau trong cuộc đời này mỗi một người chúng ta nghe đạo ngồi bình tĩnh suy nghĩ trong cuộc đời này mỗi con người đều có cái khổ mà khổ nhiều chứ không phải khổ ít những đức thấy những đức gặp phật pháp cái khổ trong cuộc đời này những đức giảm tối đa và có thể chuyển hóa được cái khổ cực kỳ nhanh đây là cái điều phật pháp quá hay quá hay vì sao mình không thích nghi và tiếp nhận để con người mình có thể chuyển hóa được cái khổ Thực sự mà nói càng ngồi càng suy nghĩ Ủa Có người mình Chi cầu tìm kiếm Không biết đủ Không biết đủ Mỗi Một buổi ăn mười mấy ngàn cũng sốc Mấy chục ngàn cũng sốc Mấy trăm ngàn cũng sốc Có những người người ta ăn một buổi ăn ra mấy trăm ngàn Cái hầu người hạ cũng sống một buổi Nên từ nơi đó nhận được thấy rõ ràng khi có người giảm mức sốc đơn giản nhất khỏe nhất nên cả cuộc đời của những đức sốc bây giờ gì không nhận tiền bạc gì của ai như ngày xưa hồi xưa lạnh chút nên ta cũng giường đồ này kia đồ lo cho các cụ bây giờ không cần suy nghĩ đến chỗ này chỉ cần có một nơi ở cả đời những đức nói cho vị nghe những đức bây giờ ở là một căn nhà và những đứa không đi đâu ra ngoài cả, không có chuyện gì để đi đâu ra ngoài. Vì việc thấy những đứa có thể ở được một chỗ gì, thì những đứa có thể ở một cái chỗ ở cả đời không cần thiết phải đi đâu, không cần thiết phải đi đâu cả. và bây giờ những đứa cảm giác rằng là chúng ta đã gặp nhau nhiều quá, lúc xưa những đứa ở chùa gặp Phật tử rất nhiều ngày nào những đức cũng tiếp có người đến điểm chùa nào cũng tiếp người quá trời đông tổ chức bao nhiêu chương trình đến lúc dừng hết thật sự mà nói những đức càng niệm phật càng tu nghĩa vì hình như cái cảm giác những đức thấy rõ ràng cái đậu tràng trên không chung này và tu gia đình quý vị là tuyệt vời thật sự luôn không có cái bố thí cúng dường nào bằng niệm phật chúng ta là vọng tưởng quý vị Thật sự giọng tử giọng tử ta phải làm cái gì đó ta cái gì cái gì cái gì đó thật sự mình quên đi chính mình quên đi nuôi quệ mạng của chính mình có những người làm bao nhiêu thiện làm lớn vô cùng phiền não vẫn là phiền não làm xong rồi có những người nói một câu gì không phải không vừa lòng tức tối bực bội sân si thấy không đổ hết nếu như ở nhà làm tròn trách nhiệm nuôi cha mẹ công việc gì nhiệt tình đối với xã hội đất nước của mình chân thật làm đúng quy tắc trước cả đời sống vậy đi rồi cha mẹ già dành thời gian phụng dưỡng cha mẹ con người mình có lo cho cái tương lai mà quên cha mẹ có khi cha mẹ chết đi mình hối hận bây giờ nhà nước ra ngoài nhà nước khuyên quý vị chân thật quý vị hãy phụng dưỡng cha mẹ quý vị đi đây là của báo quý giá nhất mà cuộc đời quý vị có thể làm được Và dành thời gian để tu tập với cha mẹ Mờ đón cha mẹ về thế giới cực lạc Một nơi mà tiếng khổ còn không nghe Ai nói gì mặc kệ chúng ta cứ có một tâm niệm như vậy Chúng ta cứ có một phương hướng đó là quốc độ cực lạc Tuyệt vời Chúng ta cứ có một khuynh hướng như vậy Ai nói chúng ta mê tín gì mặc kệ Chúng ta nghĩ một nơi tốt đẹp còn hơn là không có nghĩ được cái gì nên những đức nói cái đạo tràng trên không chung cái đạo tràng gia đình của quý vị là tuyệt vời một trăm phần trăm con người chúng ta đa phần chỉ cầu danh lợi quý vị ai thoát được chỗ này nên mãi về sau không bao giờ những đức dính vào một tổ chức nào cả không dính được một tổ chức nào hết hiểu hết rồi nhưng đức là người ở trong một tổ chức lớn tu hành như Đức hiểu hết mà lại là đứng vị trí sắp xếp, xếp hiểu hết. nếu quý vị mà không tin được nhân quả thì sống trong cuộc đời này quý vị có những lúc bị sẽ hụt hẳn bởi vì sẽ trở tay không kịp đối với con người không đơn giản nên từ nơi đó hãy tin nhân quả và không buồn trách ai để trong tâm và hãy gây dựng chính mình để cuộc đời mình đừng để đi qua uổng phí cuộc đời đừng để đi qua uổng phí thật sự những đức không muốn đi đâu cả từ khi ở chùa thì nó không muốn đi đâu hết chứ bây giờ buông xuống một cái nó thật là một gánh nặng rất lớn trên vai nên thời điểm những đức bị này là, là điều rất tốt cho bản thân những đức cực kỳ tốt luôn vì có Bây giờ mà mỗi ngày mà được tu với quý vị gì là quá hạnh phúc Quá tuyệt vời không? Nên những đức mong rằng Mối nhân viên này tuyệt vời quá Quý vị, vị cố gắng Có thời gian lên tu tập Đây là cái tạo cái mình cầm đi được đấy Và làm tròn trách nhiệm mình Làm tròn trách nhiệm Với gia đình Làm tròn trách nhiệm Hết lòng hết giải gia đình mình Sống với chân thật đi Cứ cả đời như vậy trong hoàn cảnh nào niệm Phật trong hoàn cảnh này Đi đứng nằm ngồi niệm Phật Những người, tất cả những người đã biết những đức Khỏi cần quan tâm lo tới những đức Quý vị hãy lo cho gia đình quý vị thật tốt Không cần nghĩ rằng Muốn biết những đức ở đâu để gỡ đồ ăn đủ Khỏi cần quan tâm Những đức không ăn uống, ăn uống gì đâu quý vị à, Rất đơn giản Cà phê gì, nước nói gì, nước đá gì Cũng cần uống tới Ăn cực kỳ đơn giản Sống là được rồi để tu tập đó, đó là cái mà những đức nêu lên cho quý vị thấy rằng à, người mình cùng tu chung bây giờ ra ngoài không biết làm sao vậy những đức nói với vị là những đức dẫn quy tắc sống giờ giác ăn uống và khi ăn không nói chuyện và lúc nào cũng niệm phật rồi không bao giờ những đức nói những đức từ hôm nay những đức không muốn tiếp ai nữa cả mỗi người hãy tự lo niệm phật đi mỗi ngày những đức tiếp quý vị ngày bốn năm thờ lên đến điện tu là quá quý rồi Rồi xong chúng ta tâm sự nói chuyện Những đứa không muốn tiếp ai nữa cả Mỗi người cứ tự ở nhà mình Lo niệm Phật đi Cũng không cần dính dáng cái chuyện cúng dường tiền bạc gì Đưa tiền bạc những đứa cũng không nhận Gỡ đồ ăn những đứa cũng không quan hệ luôn Đó là cái vị coi cần phải suy nghĩ tới Để bản thân những đứa lo tu tập Dụng công tu hành Vì sao? Đời này những đứa muốn giảng sanh Ai làm thiện lớn làm gì đó cứ làm gì Tôi mỗi ngày bây giờ từ hôm nay Tới hết cuộc đời tôi muốn niệm Phật Lo cái chuyện giải thoát Lo cái chuyện mà Phải về thế giới cực lạc cuộc đời Ai thích đi đâu đó đi đi Chúng ta mỗi ngày đủ duyên cứ niệm Phật Đây là hạnh phúc nhất Chúc quý vị an lạc Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật